nhì sứ ủ thiên, ngày thứ 15. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Mình chỉ biết một hai câu thôi. 我只会一两句而已. 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Ừ, ok. 好的. Đâu có. 哪里. Nói tốt lắm mà. 说得挺好的. Học ở đâu? 在哪儿学习. Ở hội quán Tam Thế. 在三世会馆. Biết nói tiếng Việt không? 会说越南语吗?